Đó, bài gà này nó được 7 ngày rồi nha anh em. 7 ngày nha, đã chưa, đừng lỡ gì đó, thấy cưng không? Tôi không biết sao nó ra là sáng mà luôn đi. Thôi còn sáng mà được, con sáng mà là nó biết con nào không? Cái con nó là gốc con gà cú á, nó là anh lớn nó là gà cú á, cái màu xanh xám anh em nhìn cái con chính chính giữa chứ phải con xám bên này nha, xám gốc này lại còn một gà bớm nha, cái có con xám xám mà đó 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 đó, nó là gà cú anh em. Cái gốc ở ngoài nó là mấy cú á đó. Còn cái bầy bên đây á, cái hùng này được hình như 3 ngày, 3 ngày nè, 3 ngày, 3 hay 4 tôi quên mất tiêu rồi. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày nè, 4 ngày, 4 ngày, 4 ngày. Cái bên đây là được 5 ngày nè, 5 ngày, cái thùng đây 5 ngày nè. Còn cái thùng bên đây là mới có 2 ngày nè. Mới đúng 2 ngày á. Mới chờ xuống cái thùng bên đây là tôi đã dùng cái máy áp trứng đó anh em, tôi quay cho anh em coi á. Là nó có quay đó, nó đó. Đó. Mình nuôi thấy đơn giản không? Mình nuôi vậy nè, có hút mang gì đâu, thức ăn cái dục đại vô đó. Còn anh em nói là nuôi như vậy nè, anh em nói tôi với nuôi như vậy á, đem ra ngoài thả gà rút cánh sợi hết chết hết, thì anh em thấy tôi nuôi có bị gì không? Cái chuyện con gà đem ra ngoài anh em nuôi á, tôi làm clip rất là lâu rồi, rất là nhiều, đi ra ngoài đem ra ngoài cái môi trường ngoài là tùy theo cái môi trường, cái môi trường khô ẩm rồi nắng rồi mưa nước nữa đó, thì nó nóng mưa nóng tụ nóng quá rồi mưa nữa đó, rồi môi trường ở ngoài nó nhiều lắm anh em, nhiều cái mầm bệnh vô gà lắm anh em. Cứ nuôi gà mà anh em tưởng tự như là cái nuôi chiếu gì dục ở ngoài gà không sao, mình nói thiệt cho anh em, thuốc men dữ lắm luôn á. Tôi nói heo là phải heo nhưng mà heo ít chứ heo nhiều, chứ họ định nói là nuôi vậy đơn giản quá, anh em nuôi làm như mắc cỡ mắc cự quá. Tự nhiên nuôi trong cái thùng vậy, tự nhiên cái đem ra ngoài thả cái dạ này nó mạnh, nó ăn nuôi trong đây nó lớn 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 rồi mình bỏ ra chuồng lưới, chuồng lưới rồi phải đem ra môi trường ngoài cho nó quen khí hậu môi trường ngoài một thời cái tuần lễ 5-10 ngày đi đó, anh em mới thả ra ngoài môi trường ngoài, thả ra môi trường ngoài bắt đầu cái gì, bắt đầu hiện tượng nó gà bệnh nhiều, nó xuống đất rồi nó tiếp xúc đất, bắt đầu nó hơi ẩm rồi nắng nóng rồi hơi đất nó lên rồi đó, đủ thứ cái triệu chứng bệnh là cũng như trong nhà nó quen rồi, cũng như anh em thay đổi thời tiết vậy thôi. Rồi con gà nó ăn cái này cái kia nữa đó, thì nó hiện tượng bệnh rất là nhiều, chứ anh em đừng nghĩ là nuôi gà con đơn giản. Tôi nói rất là nhiều clip về, chứ đâu phải là tôi nói, nói chung là đầu tiên là làm clip tôi chia sẻ cái thùng giấy cho anh em á, là 8 năm trước á, 8 năm trước tôi quay mấy ngày tre trong thùng giấy á cho anh em biết. Rồi anh em nuôi á, có phải thằng thánh đâu, nuôi ra ngoài phải thuốc men tùm lum tùm la, biết triệu chứng bệnh con gà mình phải cần cái gì cái gì. Chứ gà mình nuôi tôi chỉ với anh em, tôi chỉ chia sẻ cho anh em là nuôi con gà nó mạnh khỏe không dùng thuốc, còn bao giờ tới là 1 tháng tuổi ấy, mới thả ra ngoài trường ngoài ấy, mới sử dụng thuốc anh em, không còn nhỏ thì không nên sử dụng thuốc, 1 tháng trời ấy, mà sử dụng thuốc. Và anh em nói là nuôi ít nuôi nhiều, giờ tôi nói tôi nên nuôi bao 100-200 con, mấy trăm con, biết tôi làm một cái thùng bự tôi ráp lại, tôi làm cái chỗ kín đáo đàng hoàng, tôi nuôi bình thường khỏi vẫn đàn vẫn bọng vậy anh em. Thiệt muốn đàn thì anh em làm chuồng lưới, anh em phải để đàn, anh em ốm chuồng lưới anh em phải để đàn, còn ốm để trong thùng giấy không cần đàn không cần thuốc. Còn anh em để ngoài cái môi trường ngoài có gió máy thì anh em phải sử dụng thuốc, là từ giá gà 2 tuổi cho lên sử dụng thuốc được, còn tôi là hầu như là không sử dụng thuốc luôn đó. Quay cho anh em coi mấy cái thùng gà, cái bác chỉ từ từ đầu tôi mới đem ra ngoài cái chuồng lưới, chuồng lưới là tôi mới đem ra môi cái trường ngoài chuẩn bị tôi thả, nó đủ điều kiện anh em. Nhưng mà ra ngoài á con gà nó sẽ bị sốc, sốc là gì, sốc môi trường nó dễ bệnh, nó dễ bệnh. Rồi từ lúc mà mình thả ra môi trường ngoài nó bệnh á, bắt đầu mình sử dụng thuốc, cái lúc đó là thuốc để làm gì, cho con gà nó làm quen với môi trường, thì lúc đó con gà con anh em nó mạnh nó khỏe được. Nuôi gà mà anh em tưởng chuyện minh anh, nhưng mà đã tu chỉ cho anh em chia sẻ là tôi chia sẻ nuôi gà không sử dụng thuốc, ấm gà con cách đơn giản. Tôi làm theo cái diện của tôi làm, mà cái diện mà anh em nuôi gà mồ côi, anh em nuôi gà mồ côi là sao, như nhỏ lẻ, còn anh em nuôi chả thì kệ bà anh em đi, tôi không quan tâm.
anh em nuôi trại, anh em cày số lượng nhiều, anh em hút mang gì tôi không bắt, không quan tâm bắt buộc ai làm với tôi. Tôi chia sẻ là những anh em mới chơi, có vài con gà mái nó nở rồi, nó không ấp, hay là nó bỏ con, hay là gà mái đang chuẩn bị nở mà thời gian cái nó chết, thì gà con làm gì? Gà con nuôi giống như vậy. Tôi chỉ chia sẻ là những cái cách nuôi phổ biến diện rộng ra anh em nghèo gì á, không điều kiện, giàu gì đó, kệ anh em, tôi không cần biết. Nhưng mà đam mê thì tôi chia sẻ, làm thôi, chứ không bắt buộc anh em làm theo, hiểu không? Đó, tôi chia sẻ cho anh em nuôi vậy thôi, chứ tôi đâu bắt buộc chia sẻ anh em. Anh em nuôi chạy như vài trăm con, nuôi vài trăm con, kệ anh em chứ mất mấy tôi. Anh em muốn hút men gì kệ anh em, tôi đâu phải, tôi quay clip như vậy kêu anh em bắt buộc anh em phải nuôi giống tôi, làm không hút men nuôi giống vậy đó. Rồi anh em nuôi đem ra môi trường ngoài nó phải bệnh hoạn, anh em phải hút men chứ. Tự nhiên anh em nói chuyện, tôi chia sẻ anh em mình, em nói chuyện tôi chia sẻ, làm như con gà về nuôi về cái thả ngoài nó lớn mạnh khỏe luôn, đất hút y nó dẹp luôn, đóng cửa luôn chứ không tại đâu bán hút này nè, tại nuôi cái thằng thánh quá, nuôi về cái đem ngoài trường ngoài gà không bệnh hoạn cho nó khỏi hút men gì, hút tay rồi người ta không bệnh, nuôi sao người ta không nít không bệnh, em chỉ đi. Bà chia sẻ anh em, mà anh em gì cá, anh em nói chuyện với anh tôi cũng mắc cười lắm nè. Rồi, anh em coi clip vui nha.